Louis Clement với nét đẹp tinh tế vượt thời gian. Có những bông hồng giữ được vẻ đẹp tinh tế, cổ điển vượt qua cả biên giới của không gian và thời gian. Dù rất nhiều giống hồng mới được giới thiệu, nhưng những bông hồng này không hề giảm đi sức hút. Có một bông hồng đã xuất hiện ở Hoa Kỳ từ những năm 1996, có cái tên cực kỳ kêu là Louis Clement, cho đến nay vẫn được rất nhiều người yêu quý. Khi được đưa về Việt Nam, thì bông hồng này thích nghi cực kỳ tốt với khí hậu của nước ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm và tìm hiểu những điều thú vị xung quanh cô nàng Louis Clement này nhé. Bông hồng này được lai tạo bởi một người đàn ông ở Hoa Kỳ tên là John Clement và được ông ưu ái đặt cho cái tên Louis Clement, chính là tên của vợ ông ấy. Chắc chắn John phải cực kỳ tự hào về bông hồng này thì mới để dành cho nàng một cái tên vô cùng đặc biệt như thế. Bông hồng này sở hữu cái màu cam sáng cực kỳ là tinh tế, tươi tắn, mang trong đó một nguồn năng lượng cực kỳ lớn và rất phù hợp với những người trồng hoa hồng đang cần sự tươi mới cho khu vườn nhỏ của mình. Trồng hoa, nhất là hoa hồng rất có lợi vì giúp giảm stress cực kỳ tốt, thỏa mãn đôi mắt đam mê cái đẹp của bạn. Bông hồng Louis hoàn thành rất tốt nhiệm vụ này. Với kích thước trung bình khoảng 41 cánh hoa trên mỗi bông, những cánh hoa này rất là mềm mại, xếp thành hình tựa như là hoa thị ở phần tâm và xòe ra các cánh ở ngoài, tạo thành dáng hoa khá phẳng. Cách xếp cánh từng tầng như thế này thì rất là tinh tế và còn giúp cho hoa khi nào mà nở to thì vẫn giữ được sự mềm mại và đầy cuốn hút. Một vẻ đẹp cổ điển nhẹ nhàng nhưng luôn đủ ấn tượng để làm sao lòng những con nghiện hoa hồng lâu năm. Cùng với vẻ đẹp nhẹ nhàng này cũng chính là một mùi hương êm dịu, dễ mà đưa chúng ta vào giấc mơ. Đúng thật đây không phải một mùi hương quá là mạnh mẽ, nhưng những ai yêu thích hương thơm cổ điển lãng mạn thì thực sự là sẽ nghiện đấy nhé. À mà nhiều bông cùng tỏa hương một lúc thì hiệu quả cũng rất là ấn tượng nha. Được cái cây hồng Louis Clement đóng nụ ra hoa với số lượng rất là nhiều. Hoa không nở thành chùm mà mỗi cành nhánh lại ra một bông. Cây bụi nên cành nhánh thì cực kỳ nhiều. Giống này được cái là mọc cũng rất là thẳng và tán đều, xanh bóng. Hoa thì cho quanh năm với số lượng hoa mỗi lần nở là lớn. Nụ thì cực kỳ nhiều và mập mạp. Cây sinh trưởng với tốc độ nhanh. Một đặc điểm thường thấy ở những giống hoa hồng bụi kết hợp cùng với khả năng đóng nụ cực nhanh, cực nhiều thì bạn hãy nhớ phải chăm bón một chút cho cây để cây có đầy đủ dinh dưỡng, còn có sức ra hoa nhé. Mặc dù cây có khả năng kháng bệnh tốt, nhưng một khi đã chơi hồng thì không nên chủ quan nhé mọi người. Cây khỏe mạnh thì hoa lạp rất nhanh và rất đẹp. Giống hoa hồng Louis chỉ mất từ 4 đến 5 tuần để cho một lứa hoa mới, một con số dễ dàng đạt được của những giống hoa hồng bụi. Hoa mềm mại nhưng độ bền thì cũng khá tốt, khi hoàn toàn có thể bền đẹp được trong khoảng 5 ngày. Hoa ra khá đều nên mỗi lần nở sẽ cực kỳ rực rỡ, chứ không phải kiểu lác đác vài bông đâu nha. Bông hồng Louis Clement đã có quá nhiều lời khen sau gần 30 năm xuất hiện và hấp hồn những tín đồ yêu hoa hồng rồi, nên có lẽ chúng ta cũng không còn cần phải thêm lời bình nào về cô nàng này nữa. Bạn có yêu thích giống hồng này không nào? Hãy cho mình biết ý kiến dưới phần bình luận nhé. Ngoài ra còn bất kỳ thắc mắc nào thì hãy nhắn tin ngay để được giải đáp nha.